Một linh mục Việt Nam đã bị kết án 8 năm tù trong một phiên tòa xử tại Huế vào ngày thứ Sáu với tội danh là tuyên truyền chống chế độ Cộng sản Việt Nam. Cùng bị xử với ông còn có 4 người khác, 2 nam và 2 nữ, bị kết án từ 1 năm rưỡi tù treo đến 6 năm tù ở. Họ cũng bị kết tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Cha Lý, 60 tuổi, bị kết án là người đã chủ mưu phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, có tên gọi là Khối 8406. Khối này ra đời vào tháng 4 năm 2006. Chính quyền Việt Nam cho rằng Cha Lý là người hỗ trợ cho các đảng phái bất hợp pháp như Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Ông cũng bị kết tội vì có liên hệ với các lực lượng dân chủ nước ngoài. Đây là một tòa án cộng sản. Cha Lý đã la to như thế trước khi người ta bịt miệng ông. Từ nhiều tháng nay, nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ và đàn áp các nhà đối kháng. Đầu tháng 3 đã có hai luật